Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn bước vào bài học đầu tiên trong chương trình học tiếng Nhật online luyện thi VGT. Như các bạn đã biết, trong quá trình học tiếng Nhật, khi mà các bạn đạt đến cái trình độ từ N2 trở lên thì các bạn sẽ phải tìm kiếm những cái đích cao hơn phục vụ cho công việc của các bạn. Và một cái kỳ thi mà cũng thực sự rất là hữu ích đó chính là kỳ thi năng lực tiếng Nhật VGT, là một trong những kỳ thi để đánh giá cái khả năng tiếng Nhật thương mại, tức là tiếng Nhật sử dụng trong cái môi trường business của các bạn. Và trong khóa luyện thi này thì mình sẽ sử dụng chủ yếu là hai giáo trình luyện thi VGT, phần Chokai và phần Dokai. Để các bạn đang bước vào bài học đầu tiên và khóa học này dành cho những người ở trình độ từ N2 trở lên. Hãy Hachimemasho. Chúng ta sẽ bước vào bài học đầu tiên với phần về văn bộ ngữ pháp. Phần ngữ pháp này sẽ có một số mẫu câu có nằm ở N2 và có một số mẫu câu có nằm ở N1. Tuy nhiên điều quan trọng là nó là những cái câu rất là thông dụng mà chúng ta có thể sẽ phải bắt gặp khi mà chúng ta trao đổi với khách hàng hoặc là khi chúng ta sử dụng trong cái môi trường business. Hay ichiban desu ne. Các bạn có ở đây là shigoto ga teppai de. Teppai thì dùng để chỉ cái trạng thái là isogashi, rất là bận, luôn tay luôn chân. Chẳng hạn như là kashide teppai, bận bởi vì là suốt ngày chỉ làm những cái công việc nhà thôi. Thế nên là kyuka, có cái thời gian nghỉ không các bạn? Các bạn sẽ có bốn đáp án: bakkari janai, dokoro janai, made janai và dake janai. Vậy thì với cái trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng một câu nào? Các bạn thấy rằng cái ý nghĩa là tôi rất là bận việc và chẳng thể nào nghỉ ngơi được, đúng không? Không thể làm được cái việc đó, chẳng phải không có cái điều kiện, không có cái điều kiện phù hợp để làm một cái việc gì đó, thì chúng ta sẽ sử dụng với một cái mẫu câu mà các bạn đã học ở cái phần kiến thức của N2, đó chính là dokoro de wa nai, hoặc trong văn nói thì các bạn có thể chuyển về dạng là dokoro ja nai. Trước đó thì thứ nhất là chúng ta có thể sử dụng là danh từ hoặc để động từ chia về dạng về, và các bạn đây là có là kyu ka dokoro ja nai da yo. Tsugi, ni ban desu ne. Ở đây thì chúng ta có cái câu điều kiện ở đằng trước. Mou sukoshi kakaku o sagete kudasaru deshitara. Nếu mà các bạn giảm giá cho chúng tôi xuống một chút thì gì gì đó. Thường cái câu này á dùng khi chúng ta có những cái chẳng hạn là các cái cuộc đàm phán chẳng hạn, đó. Và khi mà hai bên mua một cái sản phẩm nào đó thì mình cái sản phẩm này thì cũng được đấy. Nếu mà các bạn giảm giá xuống cho tôi một chút thì có khả năng là tôi sẽ nghĩ đến cái việc là mua cái sản phẩm này, đúng không? Thì các bạn thấy rằng cái vế đằng trước là một cái joking, là một cái điều kiện người ta sẽ sử dụng với nara hoặc thật, và cái phần đằng sau là cái điều mà khả năng cả ある. Nếu mà như vậy thì có khả năng là tôi sẽ thực hiện, có khả năng gì đó. Các bạn có bốn đáp án: ichiban kangai nakutemo ii, ni ban kangai nakereba naranai, san ban kangai you to suru, yon ban kangai nai koto mo nai. Và đây là đáp án đúng của chúng ta trong cái trường hợp này, đó chính là kangai nai koto mo nai. Và các bạn cùng quay về cách sử dụng của nai koto mo nai hoặc nai koto wa nai, nghĩa là không hẳn là không, không phải là không, nghĩa là vẫn có kanose ga aru, vẫn có khả năng, không phải là tôi không nghĩ đến cái việc đó đâu, đúng không? Bạn cứ giảm giá cho tôi thì có khả năng thì tôi sẽ mua đấy, tôi sẽ nghĩ đến cái việc mua cái sản phẩm này đấy. Kangai nai koto mo nai desu ga. Desu ne thì thường trong những cái đàm phán chẳng hạn về giá cả giữa hai bên thì các bạn có thể sẽ dùng cái cách dùng này. Tsugi, samba. 経験がないなら何々。彼は、勤続20年のベテランなんだから、そんな言い訳は通用しない。 Nếu mà chúng ta có nada, nếu mà không có kinh nghiệm thì cái gì đó. Nhưng đằng này anh ấy là một người kỳ cựu rồi, chuyên nghiệp rồi, veteran, đã làm cái công việc này trong suốt gì 20 năm rồi. Thế nên là không thể nào mà có cái cách biện minh, ngụy biện như thế được. Xô nay và kệ, không thể nào chấp nhận cái điều đó, đúng không? Các bạn sẽ có bốn đáp án. Thứ nhất là Izashirazu. 2 bằng Satteoki. 3 bằng Tonikaku. Và 4 bằng Nominarazu. Chúng ta sẽ quay về cách sử dụng đầu tiên. 1 bằng desu ne.
Với cách sử dụng này, đây là một mẫu câu của kiến thức ngữ pháp N1. Các bạn sẽ có thể sử dụng với dạng nani nani wa hoặc nara cộng với đuôi izashirasu. Dùng để chỉ cái nghĩa là nếu là A thì không nói làm gì, nhưng đằng này là B như thế này thì. Thường sẽ dùng cái mẫu câu này trong những cái trường hợp mà mình thể hiện những cái phương bất mãn, hoặc là những cái kêu ca phàn nàn, hoặc là những cái điều gì đó mà mình thực sự ngạc nhiên. Chặn câu như thế này: "小学生ならいざ知らず、大学生がこんな簡単な計算ができないなんて信じられない." Các bạn nhìn thấy không? Nếu mà là học sinh cấp 1 ấy thì không nói làm gì, hoặc nếu mà là học sinh cấp 1 thì tôi không cần biết, không cần nói cái chuyện này làm gì nữa. Thế nhưng mà học sinh đại học mà không thể tính một cái phép toán đơn giản như thế này thì thực sự là tôi không thể nào tin được, nó thể hiện cái sự ngạc nhiên, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng với izashirasu. Ở đây thì các bạn sẽ có hai vế A và B. Yes, vậy thì câu này của chúng ta nó sẽ phù hợp với cách dùng đầu tiên, đúng không? Đó là gì? Nếu mà không có kinh nghiệm thì thôi thì tôi chả nói làm gì cả. Nhưng đằng này anh ta là người có 20 năm kinh nghiệm rồi mà còn nói biện minh như thế thì tôi không thể nào chấp nhận được. Yes, ichiban. Còn với sateoki, sateoki là một mẫu câu mà các bạn đã được học trong phần kiến thức N2. Đó là khi mà chúng ta đưa ra tranh luận, à thôi cái chuyện này cứ tạm gác, để lại nó sang một bên kia. Cái điều mà chúng ta cần trao đổi, điều mà chúng ta cần chú ý đến là cái vế sau cơ. Chẳng hạn như thế này: "飲み会をするなら、細かいことはさておき、まずは場所と時間を決めて、ください." Nếu như mà các bạn tổ chức một cái buổi tiệc nào đó ấy, thì khoan hãy bàn đến những cái điều chi tiết, những cái việc chi tiết. Mà cái điều đầu tiên, mắt rửa vào đấy, điều đầu tiên đó chính là các bạn hãy quyết định cái nơi tổ chức tiệc này hay là cái thời gian như thế nào đã. Đó mới là cái taisetsu na koto đấy. Còn với tonikaku thì nhiều khi thì nó cũng bằng với torieza, khi mà người ta đưa ra những cái trước mắt, đúng không? Nói sao đi nữa, dù sao đi nữa thì cái điều này cũng là một cái gì đó, là một cái chân lý hoặc một cái mà người ta đưa ra cái khẳng định ấy. Chẳng hạn như là nói gì thì nói, chứ cái việc học á thì là gì? Là cái điều hiển nhiên của một sinh viên đại học rồi. Sinh viên, việc học là việc của đại học sinh. とにかく勉強するのが大学生というものだ. Hoặc là mình đưa ra những cái trước hết là gì? Cái điều trước hết là học tập, là cái việc đó là của học sinh. Đưa ra cái khẳng định, một cái dạng, một cái câu chốt ấy, người ta đưa ra cái suy nghĩ chủ quan của người ta, nhưng nó cũng là thuộc về cái suy nghĩ mà số đông mọi người đều nghĩ như thế. Nomidara sự, không chỉ A mà còn B, đúng không nào? Hãy, 4 bản ですね. 4 bản nào ạ? Các bạn có này: "目標が達成できたのは皆さんの努力の成果に." Cái việc mà chúng ta đã đạt được cái mục tiêu ấy thì đó chính là nhờ vào kết quả của sự nỗ lực của tất cả các bạn. Các bạn có 4 sự lựa chọn: 1番おかげです, 2番よりません, 3番他なりません, 4番過ぎません. おかげです có dùng không các bạn? Với okage de thì các bạn sẽ phải dùng trước nó là một danh từ, nani nani no okage de, để chỉ nghĩa là nhờ vào, đúng không? Đáp án đúng của chúng ta ở đây chính là hokanarimasen. Hokanai desu ne. Thì cái trường hợp hokan, gomen, ở đây thì chúng ta có hai cách để các bạn phân biệt. Chúng ta có hai cách nói nhé, mà có thể là các bạn sẽ bị nhầm. Đó chính là hokanai và hokanaranai. Đáp án của chúng ta ở đây đó chính là hokanarimasen. Và trong cái trường hợp mà các bạn chuyển nó thành cái dạng thể ngắn thì các bạn có thể nói là hokanaranai, trước nó sẽ là trợ từ ni. Cái mẫu hokanaranai dùng để thể hiện cái kyocho shitai, cái điều mà chúng ta muốn nhấn mạnh đó chính là cái này này, chứ không phải là cái gì khác. Do vậy trước cái dạng hokanaranai các bạn thường có thể đi với những phó từ như là masani hoặc sore igai de wa nai, không còn cách nào khác ngoài cái đó, chính là cái này. Chặn câu ví dụ của chúng ta ở đây, mình sẽ lấy hai ví dụ để các bạn có thể phân biệt giữa hokanai và hokanaranai. 1番ですね, 合格するには校長の推薦をもらうほかない. Để mà mình có thể thi đỗ được cái học bổng này thì
chỉ còn mỗi cách là mình nhận cái tiến cử của hiệu trưởng đúng không? Vậy thì với Hokkaido nghĩa là chỉ còn mỗi cách đó thôi, không còn cách nào khác cả. Đấy. Còn với như vậy của mẹ nị Hokkaido này thì chúng ta sẽ dùng với cái gì? Cô các cư sĩ ta nô và cô cho nó xây dựng ở một đất tắc ra nì Hokkaido này. Cái việc mà tôi có thể thi đỗ được ấy là chính là nhờ vào cái việc là tôi đã được thầy hiệu trưởng tiến cử giới thiệu đúng không? Vậy thì cái Hokkaido này dùng trong cái trường hợp mà chúng ta muốn nhấn mạnh chính là cái điều đó, chính là cái N đấy chứ không phải là cái nào khác. Còn cái Hokkaido thì với nghĩa là chỉ còn mỗi cái cách đó thôi, không còn cách nào khác. Hai cái sắc thái sẽ khác nhau một chút các bạn nhé. ご注意ください。5番ですね。新しいサービスによって便利性は何々上がるだろう。Nhờ vào cái dịch vụ mới này thì cái gì đó có thể sẽ tăng. Vendice, các bạn có hai danh từ Andice, Vendice, Andice, Anzense. Anzense sẽ tính an toàn và cái tính tiện dụng, tiện lợi. Chúng ta có bốn đáp án là bốn từ vựng. Attoteki ni, hiyakuteki ni, hikakuteki ni và kyakanteki ni. Ở đây thì chúng ta sẽ loại ngay cái trường hợp với ông bảo là kyakanteki ni có tính khách quan, ở đây không thể hiện nghĩa khách quan đúng không? Ở đây nó sẽ chủ ngữ trong cái câu này là bendise nghĩa là cái tính tiện dụng thì nó sẽ hơn nhờ vào cái việc chúng ta dùng thêm cái dịch vụ này sẽ tăng hơn đúng không? Ví dụ trước kia cái mức độ tiện dụng của nó chỉ là A thôi và bây giờ nó tăng hơn hẳn. Agaru, desu ne. Vậy thì chúng ta sẽ cũng không dùng với hikakuteki ni. Hikakuteki ni là dùng khi mà chúng ta so sánh đúng không? Ở đây các bạn sẽ phải lựa chọn giữa ichiban và nibban. Tuy nhiên chúng ta sẽ loại đáp án đầu tiên, attoteki ni. Attoteki ni thì thể hiện cái nghĩa là áp đảo, vượt trội hơn hẳn so với những cái khác. Ví dụ như là tôi muốn giành được một cái chiến thắng áp đảo trước đối phương, là một chiến thắng có cái sự cách biệt rõ rệt. Yes, có. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta không có cái sự so sánh. Mà cái phó từ này sẽ bổ nghĩa cho động từ agaru, tăng. Tăng như thế nào? Tăng một cách đáng kể, đúng không? Tăng với một cái tốc độ rất là nhanh chóng. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng với hiyakuteki ni agaru. Ni ba desu ne. Hãy. Chẳng hạn câu ví dụ của chúng ta ở đây á, các bạn thấy là người này người ta cũng nói là sản xuất tính gì sản xuất tức là cái năng lực sản xuất và cái kyoshiki tức là cái thành tích kinh doanh chẳng hạn nó cũng sẽ tăng lên một cách nhanh chóng hiyakuteki ni agaru desu ne, nó thể hiện cái mức độ tăng như thế nào đó. Dokuban ở đây thì các bạn có một cái danh từ shikin繰り. Shikin繰り thì thể hiện cái nghĩa là cái tình hình tài chính xoay vòng vốn như thế nào đó. Và khi mà chúng ta muốn viết một cái bảng về các cái kế hoạch sử dụng vốn và sử dụng đồng tiền trong công ty á, thì chắc các bạn có một cái bảng đó là Shikin繰り予定表 đấy. Thì cái tình hình tài chính này thì cô kibishite wa nó khó khăn như thế này thì cái việc mà chúng ta phải buộc phải làm sao? Tết tay nghĩa là mình phải rút khỏi cái dự án này là cái điều bắt buộc đúng không? Bởi vì cái câu ví dụ tiền đề của chúng ta là cô mo kibishite wa desu ne, nó khó khăn như thế này. Các bạn có bốn đáp án. Yamu ni wa yamare nai, yamu ni wa yamareru, yamu oeru và yamu oenai. Đáp án đúng cho mẫu câu của chúng ta ở đây đó chính là yamu oenai, thể hiện nghĩa là mình buộc phải làm một cái điều gì đó, không còn cách nào khác. Shouganai, shigatagai desu ne. 7 番. Chúng ta có câu như thế này. Hanashi no motteiki kata. Nani nani keyaku ga toreru kamoshirenai. Khi mà các bạn làm đặc biệt là nhân viên営業, nhân viên sale đúng không? Với khách hàng thì cái việc mà chúng ta lấy được một hợp đồng là một cái rất là quan trọng để thể hiện cái thành tích kinh doanh của chúng ta. Keyaku ga toreru, chúng mình có thể ký được hợp đồng. Vậy thì mình có thể ký được hợp đồng tùy vào cái cách mà mình nói chuyện đúng không? Thì có thể là mình sẽ ký được hợp đồng. Các bạn có bốn đáp án. Ikan de wa
2番、期待、3番、問わず và 4番、関わらず。 Ở đây thì chúng ta có 3 mẫu câu cuối cùng là 3 phần mà các bạn đã được học trong kiến thức của N2. Chỉ có một mẫu là các bạn sẽ được học trong kiến thức của N1, đó chính là いかんでは, nghĩa là phụ thuộc vào cái A đằng trước mà cái B có thể thay đổi. Ở một hướng nào đó thì nó bằng với cách sử dụng của しだいで hoặc によっては. Ví dụ câu đầu tiên, 調査の結果いかんでは手術するかもしれない. Phụ thuộc vào kết quả kiểm tra thì có thể có khả năng là sẽ phải phẫu thuật. Và với câu thứ hai,結婚した相手次第で人生が決まってしまうこともある. Phụ thuộc vào cái đối phương, cái người mà mình kết hôn ấy, vợ hoặc chồng với mình, thì có những trường hợp là cái cuộc đời của mình cũng sẽ là thay đổi. Ví dụ anh kết hôn với người như thế này thì cuộc đời của anh sẽ như thế này. Anh kết hôn với cái người lạc quan, vui vẻ thì cuộc đời của anh cũng sẽ lạc quan, vui vẻ. Nó phụ thuộc vào cái đối tượng đó. Vậy thì các bạn thấy rằng giữa いかんでは và しだいでは thì nó thể hiện cái nghĩa là đều mang cái tính chất là phụ thuộc vào. Tuy nhiên いかんでは mang tính chất là cứng hơn một chút và nó thường dùng trong cái gì nhỉ? Môi trường business nhiều hơn. Desu ka? Hay. Còn với とわず và かかわらず. Ở đây thì với とわず các bạn đã học trong cái phần kiến thức N2, đó chính là なになに条件として, một cái gì đó là điều kiện. Ví dụ khi mà chúng tôi tuyển dụng採用する時 thì thường thì người ta sẽ đưa ra là cái công việc này phải những điều kiện này, điều kiện kia. Tuy nhiên, cho dù là nam hay nữ thì chúng tôi vẫn tuyển dụng miễn là các bạn có năng lực. Vậy thì với một cái điều kiện nào đó, cho dù là đối tượng A hay B thì cũng không thành vấn đề. Montai ni shinai. Chẳng hạn câu ví dụ của chúng ta ở đây là 努力ある方なら男女問わず採用. Nếu mà là người có năng lực thì cho dù là nam hay nữ thì chúng tôi cũng đều sẽ tuyển dụng. Vậy với cái trường hợp đi với thô bao dự, thông thường thì các bạn sẽ đi với những cái danh từ mà nó thể hiện cái sự có cái sự chênh lệch khác nhau. Ví dụ như là nam nữ này, kokuseki, quốc tịch này, cho dù là quốc tịch nào, người thuộc đất nước nào chúng tôi cũng sẽ chấp nhận chẳng hạn. Hoặc là nên đề đó, thì bất kể điều kiện của một cái việc gì đó, ở đây là điều kiện của một cái sayo đúng không, một cái tuyển dụng, thì cho dù là điều kiện nào đi chăng nữa, nani nani o mon dai ni shi này thì cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên một mẫu câu khiến cho các bạn dễ nhầm với nó đó chính là kakawarazu. Kakawarazu thì chúng ta cũng dùng với nghĩa là bất kể. Tuy nhiên kakawarazu lại khác một chút. Kakawarazu thì nó đi với những cái mà bản thân con người chúng ta không thể kiểm soát được. Control できない. Chẳng hạn như thế này. Asno shiai wa nani nani ni kakawarazu jeshi shimasu. Đây các bạn thấy là ở đây là một cái điều kiện đúng không? Cái trận đấu ngày mai cho dù trời mưa hay nắng đúng không? Cho dù trời mưa hay nắng thì chúng tôi vẫn tiến hành. Vậy cái điều kiện ở đây có khác với điều kiện của とわず không? とわず thì đi với những cái điều kiện mà con người của chúng ta có thể kiểm soát được, đúng không? Điều kiện của một cái gì đó cho dù nó là thế nào thì cũng thành không thành vấn đề. Còn với かかわらず thì sẽ đi với những cái mà chúng ta thường là không kiểm soát được, ví dụ như là mưa hay nắng đó, bất kể cái điều đó thì chúng tôi vẫn thực hiện cái về sau, không liên quan, không thành vấn đề. Ý, vậy thì trong cái câu này các bạn thấy rằng giữa 3 và 4 nó không liên quan đến cái phần câu hỏi. Mà đáp án đúng của chúng ta đây chính là いかんでは, phụ thuộc vào cái cách mà chúng ta nói chuyện, đúng không? Thì có thể là chúng ta sẽ ký được hợp đồng đấy. 約束が取れるかもしれない. じゃあ次, 8番 ですね. 8番. Các bạn có thái độ của những cái người mới năm nay thì stress rất là. Ở đây các bạn có 4 đáp án. Kiwamare nai và kiwamare nai. Ở đây thì có một điểm lưu ý cho các bạn, đó chính là kiwamare nai và kiwamare. Thực chất thì cả hai cái này, kiwamare nai và kiwamare thì đều giống nhau. Đó, kiwamare nai không phải là cái dạng phủ định kỳ của kiwamare đâu, đúng không?
mà nó là một cái tính từ. Và cả hai cái này, onan chỉ mị đều có ý nghĩa giống nhau. Thế nên là nhiều bạn thắc mắc là tại sao kiwamaru và kiwamari này đều dùng trong một mẫu câu được. Thực tế thì nó không phải là phủ định của nhau, mà nó đều có một ý nghĩa giống nhau, thể hiện cái mức độ cực kỳ, đúng không? Giới hạn nào đó. Đó, đều một ý nghĩa giống nhau. Còn cái động từ kiwamaru thì cái dạng phủ định của nó là kiwamaranai. Tuy nhiên ấy, thì xét về ý nghĩa thì cái trường hợp này rất ít khi sử dụng. Đấy. Vậy thì các bạn thấy rằng trong bốn cái đáp án này thì chúng ta sẽ có những cái ở đây các bạn có tsure. Đầu tiên mình sẽ đưa ra một cái ví dụ cho các bạn nhé. Các bạn thấy là trong bốn ví dụ này có những cái trường hợp mình dùng với kiwamaru và có những cái trường hợp mình dùng với kiwamari này, đúng không? Cả những cái trường hợp này thì nó đều giống nhau hết, đều nghĩa thể hiện cái mức độ rất là hijoni. Ở đây thì chúng ta phải thể hiện như là rất là tsure, rất là thất lễ. Các bạn thấy rằng với kiwamaru thường nó sẽ đi với những cái từ có cách đọc là âm onyomi, tức là âm Hán Nhật. Ví dụ như là mewaku, tsure, fukenko, ne, kiken, fuketsu, fu, eze. Đó, nó là thường là những cái ý nghĩa mang cái tính chất amari yoku này, cực kỳ rất là gì đó, rất là thất lễ, rất là mất vệ sinh, rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, trong những cái trường hợp các bạn ngoài cái cách là chúng ta đi kèm với những cái động từ, những cái danh từ gốc Hán như thế này, thì các bạn cũng có thể sử dụng với những cái trường hợp là các bạn cộng thêm koto và đi với một số cái tính từ đọc âm cương. Ví dụ như là trường hợp câu ví dụ số 3 của chúng ta ở đây là hazukashikoto kiwamari nai. Cái bản trong cái bương show mà tôi đã viết, watashi ga kaeta bương show ni wa, trong cái bản bương show mà tôi đã viết thì kuchiga okute hazukashikoto kiwamari nai, có rất là nhiều chữ bị sai, thế nên tôi cực kỳ là hazukashi, hijoni hazukashi, rất là xấu hổ. Thế thì ngoài những cái quy định chúng ta thường thấy đó là nó có thể đi với những cái từ gốc Hán, thì cái trường hợp đi với những cái tính từ như thế này thì các bạn sẽ không dùng với kiwamaru mà các bạn sẽ chuyển thành, thông thường các bạn sẽ chuyển thành kiwamari này. Hoặc với câu hai câu còn lại thì chúng ta thấy là trời mà bão, mặc dù bão đến nhưng mà vẫn leo núi thì thực ra kiken kiwamaru. Với trường hợp này thì chắc chắn là các bạn phải dùng với kiwamaru rồi. Hoặc là các bạn có thể thêm bằng tính từ cộng với koto kiwamari này. Hay chẳng hạn câu này là cái thái độ của anh ta và cái thái độ như thế nào, nghĩ là bởi vì mình là một người nổi tiếng nên thích làm gì cũng được, thì cái thái độ đấy thực ra rất là khó chịu. Hay thì trong cái trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng với đáp án số 2, kiwamari nai. Và các bạn nhớ rằng kiwamari nai không phải là phủ định của kiwamaru. Còn trường hợp thứ nhất, kiwamaranai là phủ định của kiwamaru. Với trường hợp marenai hay mareru thì chúng ta không sử dụng nhé. Tsugi, kyu ban desu ne. Trường hợp câu số 9 này thì các bạn có tình hình Trung Đông rất là diễn biến phức tạp, akade. Thế nên rất là chúng ta có một từ là kinen suru, lo lắng, quan ngại, lo lắng cho cái sự an toàn của nhân viên đang ở đó. Động từ này các bạn thấy rằng nó sẽ là một tha động từ nani nani o kekin suru, một ai đó lo lắng. Tuy nhiên chủ ngữ của chúng ta ở đây á thì không phải là cái người lo lắng mà là lo lắng cho một cái sự việc nào đó. Genjisai no anzen ga. Do vậy với cái trường hợp này các bạn không thể dùng với kinen suru mà các bạn phải chuyển thành kinen sareru. Và cái cách dùng của động từ này thông thường nó sẽ ở dạng là nani nani ga kinen sareru hoặc kinen ga takamaru, lo lắng ngày càng nhiều hơn, đúng không? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây chính là 3번 desu ne, kinen sareteiru. 10번. Ở đây các bạn có một cái đoạn phần trên này. Tôi bảo mình đã gì gì đó là chúng tôi xin phép sẽ giảm 30%. Và cái phần sau thì chúng ta thấy là mình không tự tin là mình có thể thuyết phục được ông trưởng phòng. 부초 説得する 自信がない.
自信がない自信がなさそうに見えるですね。ở đây thì các bạn có bốn đáp án: itamono, yudokoroka, yumonono và itamonono. Trường hợp thứ nhất, các bạn có mono. Mono thì thường dùng trong những cái trường hợp chúng ta thể hiện cái sự nuối tiếc, đúng không? Nếu mà zanen, thực ra mono thì bằng với no ni, rất là nuối tiếc một cái điều gì đó. Dokoroka thì là gì? Thể hiện cái nghĩa là mình không thể, không những không, đúng không? Không những không A mà lại còn B đấy. Monono trong cái trường hợp là chúng ta thể hiện cái nghĩa là mặc dù A nhưng monono sẽ bằng với ga hoặc shikashi. Ở đây thì các bạn có tận hai cái đáp án monono. Vậy thì nhiệm vụ các bạn phải xác định xem là cái ý hiểu của câu này như thế nào. Mình không có tự tin là sẽ thuyết phục được đâu. Mặc dù mình đã nói rằng, mặc dù tôi đã làm cái việc A rồi, thế nhưng tôi thấy nó vẫn không khả quan lắm. Và trong cái trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng với đáp án thứ tư, itamonono. Mặc dù tôi đã nói là chúng tôi sẽ giảm 30% cho ông, một cái giá rất là hời đúng không? Nhưng tôi chưa tự tin rằng tôi sẽ có thể thuyết phục được ông ấy. Ít là có. Chà, trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại ở phần câu số 10. Hy vọng là các bạn hào hứng với phần bài học Business 日本語. Chào, sayonara.